Tân đang thông thông đang thông chú. Con đã hiểu vấn đề đấy. Thế tưởng nhóm xong nha con. Tưởng nhóm xong rồi. Con nghĩ là yếu tố gì? Yếu tố thông minh ạ. Thông minh à? Và marketing các thứ là đấy là một cái nhóm mà người ta bán. Ước mơ chí hướng với lại là lãnh đạo ạ. Thì trước tiên một nhóm là bao gồm những người trước tiên là họ phải có cùng ước mơ. Xin khoảng 2 phút trước. Thứ nhất là cô hôm nay thì là thực sự là cô nghĩ là theo cái quan sát từ đầu đến giờ thì cô vẫn tin rằng là các con đều rất hào hứng và rất là thích thú với cái buổi chia sẻ của thầy. Và đại diện ban phụ huynh là cô, thứ nhất là rất là biết ơn cô Mận, hiệu trưởng nhà trường, ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho lớp mình tổ chức một cái buổi trải nghiệm như thế này. Và cô mong rằng là đây không dừng, đây là chỉ là cái khởi đầu. Và chắc là thầy Sơn cũng sẽ đồng ý, lớp chúng ta sẽ có sự kết nối lâu dài với thầy. Và để mục tiêu là gì? Mục tiêu để chúng ta đạt được cái mục tiêu như trường slogan của trường, mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai. Và trước khi là trở thành một nhà lãnh đạo tương lai một cái quy mô rộng lớn thì chúng ta hãy là người lãnh đạo chính bản thân mình một cách chủ động nhất, tích cực nhất. Và để đạt được như thế thì cô nghĩ là chúng ta sẽ cần phải bồi dưỡng các kỹ năng. Và cô sẽ không đợi đến đại học, và cô mong muốn cô sẽ là một phần trong đó kết nối với thầy để trang bị cho các con. Và mong muốn các con sẽ có những cái khả năng tự tin nhất. Và chúng ta chắc chắn sẽ có những giá trị khác biệt so với tất cả những cái bạn cùng trang lứa các con. Đấy là cái mong muốn từ phía ban phụ huynh. Và cô hứa là nếu như cô vẫn được tiếp tục có vai trò của ban phụ huynh thì cô sẽ cố gắng để kết nối và trao đến cho các con những giá trị đấy. Và hôm nay là có sự ban giám hiệu nhà trường, em rất là cảm ơn thầy Mời. Em được nghe rất nhiều các diễn giả cũng tham gia các chương trình cả trong và ngoài trường. Nhưng bản thân rất tiếc, cái tiếc nhất ngày hôm nay của em đấy là em không thu xếp thời gian để đến đây ngay từ đầu nghe cái phần chia sẻ ngay từ đầu. Nhưng mà mặc dù là chỉ có được dự chưa đến một tiếng thôi, nhưng thực sự là em đã dành mọi sự tập trung, bởi vì là không phải cố gắng tập trung mà là cái cách chia sẻ của thầy tạo một cái sức hút rất là lớn. Nên là em nghe và em thấy rằng là đây đúng là một người mà có một cái vốn trải nghiệm rất là tuyệt vời, đặc biệt là có cái cách để đi đến với cái tâm lý của các con học sinh rất là trúng. Các bạn ấy rất là hào hứng, rất là nghe, có nhiều nội dung rất là sâu sắc. Nên là thay mặt cho các con này, thay mặt cho cô chủ nhiệm, cho phụ huynh, xin được trân trọng cảm ơn thầy Thế Sơn. Chúc sức khỏe thầy và rất rất mong rằng là sẽ có thể có một cái sự kết nối liên lạc với thầy để một cái gì gần nhất Newton sẽ mời thầy về để chia sẻ, truyền cảm hứng cho các bạn ở các lớp khác và các thầy cô nữa, chứ không phải chỉ là ở lớp 10A-15 ạ. Rất trân trọng cảm ơn thầy và nhà trường cùng với các con có bó hoa để chúc mừng thầy. Cảm ơn cô. Và sau này trường Newton sẽ có những cái gương mặt mà người ta sẽ nhắc đến chính là các con đấy nhá. Rất là cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Bây giờ là nhìn cả lớp mình đến đây chụp cô hiểu ai.